Xin chào cả nhà nha. Và tiếp theo một cái giống mai nữa bên vườn mai của chiếc chè bông, đó chính là một cái giống cúc hoa hồng Thanh Tú cả nhà. Cả nhà nhìn thấy bên vườn mai em nuôi cây rất là sung nha, sinh trưởng rất là mạnh nha cả nhà. Cây thì nó đang búng đột nè. Trời ơi cả nhà nhìn ha. Thì cái hoa hồng Thanh Tú mà cả nhà phải biết rồi đó, thì nó vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Cái đọt của nó thì khi ra nó sẽ đỏ rực luôn cả nhà. Đây ha. Cây thì bên vườn em không có cao, không có cao lắm cả nhà. Tuy nhiên á là cây nó sinh trưởng rất là mạnh nha. Thì bên em nói rất là thật, cây nhỏ nói nhỏ là dao quay sao dao y chang vậy nha cả nhà. Ví dụ như nó chiều cao nó khoảng một gang tay thôi thì em nói một gang tay. Nếu mà chúng ta thấy thích cái giống này và thích chăm á thì cứ alo cho em ha. Ở đây là 100.000 một cây nha. Cúc hoa hồng Thanh Tú 100.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship và 10 cây tặng một nha. Rễ thì lô này xử lý đẹp cả nhà. Nó đủ thứ kiểu hết trơn nè, rễ ví tùm lum nè. Đó, ở đây thì giá là 100.000 một cây, 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một. Cả nhà nhìn nè. Đó, cây sinh trưởng mạnh rồi không? Nó đang ra đọt thùm lùm luôn á. Thì cái này em hay tưới cái bộ ba bên vườn mai nhà em hay mà giới thiệu với chúng ta đó. Nó đâm đọt lá phè phè như thế này nè cả nhà. Cây nó chiên cú như cây mai si luôn á, và đặc biệt nó cho những cái cây mai nhỏ nhỏ như thế này nè. Đó, cây thì rất là đẹp luôn nha. Nụ nè, u nụ toàn do như cái bông hồng á cả nhà, cho nên người ta gọi là hoa hồng Thanh Tú ha. Đó, này giá là 100.000 một cây nha. 3 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nè. Cả nhà nhìn thấy cây rất là sung ha. Đỏ tươi hết trơn luôn á cả nhà. Rồi tiếp tục là một cái loại bạch mai, đó chính là bạch mai dạ quang nha. Loại này thì hoa của nó thì màu trắng nhưng mà lá là màu xanh cả nhà. Nó ở chính giữa nó có dạ dạ ra, chính giữa là màu vàng á, cho nên người ta gọi là bạch mai dạ quang á cả nhà. Đó, cây thì như thế này ha. Cây này sinh trưởng mạnh lắm nha, ra đọt vèo vèo luôn á, ghép lượt với ta mà cao hơn ta hết luôn nè. Đó, dễ chăm hơn các cái loại bạch mai khác ha cả nhà. Thì giá cũng là 100.000 một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một luôn ha. Rồi tiếp tục về hàng bên đây nha cả nhà. Ủa, cái hoa hồng Thanh Tú nè cả nhà nhìn nè, nó ra đọt thấy mê không. Rồi bên đây chính là cúc 2 tầng nha, cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát cả nhà. Cây này thì đúng là chắc khoảng 10 phân thôi, nhưng mà đặc biệt nó có nhánh nha, nó có nhánh nhảy ra nè cả nhà nhìn thấy nè. Ha, đó, đây thì giống như là cái mắt lá của nó quá nhặt đó cả nhà, cho nên là nuôi nó không có cao mà nó nhảy xè ra như thế này ha. 10 phân, mười mấy phân gì hả. Đó, giá là 80.000 thôi cả nhà, 80.000. Nếu chúng ta lấy 4 cây em bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đó, cả nhà nhìn nè, cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát. Thì đó nè, em có giới thiệu với chúng ta cái cúc 2 tầng, hoa của nó rất là đẹp luôn ha. Hoa của nó xoáy và nó ôm nhau rất là đẹp cả nhà. Thì giá có 80 thôi nha cả nhà. Đó. Rồi, hàng bên đây sẽ là cái loại cúc kem nha. Đây cả nhà. Hoa của nó nè. Kem, cúc kem nha. Cúc thì nói chung là nó nhiều cánh rồi. Thì hổm em có giảo kem nè, rồi nay có cúc kem ha. Cúc kem thì khoảng hai mấy đến ba mấy cánh cả nhà. Cái màu nó kem nhìn rất là đẹp ha. Cúc kem ngã vàng á cả nhà. Giá là cũng 100.000 một cây, cây nhỏ xíu nha. Cây này nó trước cây nó vầy nha cả nhà. Nó ai chăm được, thích chăm được thì cứ alo cho em ha. Đó là cúc kem. Rồi, tiếp tục hàng bên đây chính là cúc hoàng hậu nè. Đây ha. Hoàng hậu này nó cũng không có cao, khoảng 20 phân nha cả nhà. Giá cũng 100.000 cây nha. Đó, tụi em đang chuẩn bị sắp sửa lại. Lúc này chúng ta cũng phải lãi nụ nè, rồi lãi bớt lá nên cho nó búng đọt á cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè, cái cây như vậy nó mới rất là sung ha. Mình trồng nó như vậy nó mới phát cả nhà. Chứ còn đòi nụ, đòi bông á thì mấy cái cây đó nó không có lớn nổi. Bây giờ em cũng phải kêu người làm hết luôn á. Đó ha, cúc hoàng hậu nha cả nhà. Rồi ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.